Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Từ trước đến nay, tình cảm mẹ con luôn là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất. Thế nhưng thay vì chọn cách báo hiếu để làm tròn bổn phận làm con, thì kẻ sát nhân trong câu chuyện dưới đây lại nhẫn tâm ra tay giết chết chính mẹ ruột của mình chỉ vì đòi ba lời nhắc nhở. Điều bản án dành cho kẻ sát nhân ấy sẽ như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 17 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Nguyễn Hữu Tài, 20 tuổi, trú tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, và tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là bà Bùi Thị Hồng Dung, 44 tuổi, mẹ Tài. Theo bản án sơ thẩm, bà Bùi Thị Hồng Dung ly hôn chồng, sau đó bà chuyển về sống cùng con trai là Nguyễn Hữu Tài tại phường 2, thành phố Bảo Lộc. Để có tiền mưu sinh, bà Nhung mở một lớp nuôi dạy trẻ tại nhà. Khi ly hôn với chồng, bà Nhung hứa sẽ cho anh em Tài một mảnh đất ở xã Đại Lao, thành phố Bảo Lộc. Nhưng trong thời gian sống với Tài, bà Nhung lại có ý định bán mảnh đất đó. Biết chuyện đó, Tài không bằng lòng. Nhìn cảnh con trai ăn chơi lêu lỏng, bà Nhung chán nản nên thường xuyên mắng mỏ, bị mẹ mắng, Tài vô cùng tức giận. Khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 8, khi hai mẹ con đang trong phòng ngồi xem TV thì Tài hỏi mẹ: "Mẹ định bán miếng đất ở Đại Lào hả?" Bà Nhung trả lời: "Tao bán thì sao?" Nghe câu nói này xong, cơn tức giận trong Tài trỗi dậy, hắn nảy sinh ý định giết mẹ. Lợi dụng lúc bà Nhung đang xem TV không để ý, Tài dùng hai tay đan các ngón vào với nhau tạo thành một khối rồi đánh mạnh vào gáy khiến bà Nhung ngã xuống đất. Tài lao đến đè lên lưng, hai chân tì vào hai bên sườn bà Nhung, dùng tay từ phía sau bóp cổ nạn nhân. Khoảng 2 phút sau không thấy bà Nhung phản ứng gì nữa thì Tài buông tay ra khỏi cổ. Tiếp đó hắn đi tìm nơi giấu xác nạn nhân. Tài đi ra vườn thấy bể ở phía trước nhà, có thể giấu xác được nên đã lấy thùng sơn tát hết nước trong bể ra. Tiếp đó hắn lấy một chiếc chăn trải xuống đất, đặt thi thể bà Nhung lên rồi cuốn tròn lại mang ra bể cá. Để không bị mọi người phát hiện, Tài còn lấy vỉ trồng cây hẹ và cây cảnh trong vườn đặt lên. Xong xuôi mọi việc, hắn vào lau dọn nền, khóa cửa cẩn thận rồi ra khách sạn Minh Quân trên đường Trần Phú, thành phố Bảo Lộc để ngủ. Khoảng 4 giờ 30 ngày 17 tháng 8, Tài tỉnh dậy và lo sợ sẽ có người đến gửi trẻ như thường ngày, nên đã về nhà lấy một tấm bìa cát tông và viết lên đó dòng chữ "Bà Nhung bận việc, nghỉ 2 ngày", rồi mang ra treo trước cổng. Khi mọi người hỏi thăm, thì Tài nói mẹ đi thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh chưa về. Ngày 20 tháng 8, khi không liên lạc được với bà Nhung, người thân bắt đầu đi tìm. Khi họ hỏi thì Tài ấp úng không trả lời được. Linh tính mách bảo bà Nhung có chuyện bất trắc nên một số người họ hàng đã đi quanh nhà tìm kiếm. Khi đến khu bể cá thì phát hiện đất bị đào xới có mùi hôi thối. Khi người họ hàng gọi Tài ra hỏi thì hắn ngất xỉu tại chỗ. Sau một hồi, Tài tỉnh dậy thì người thân tiếp tục dò hỏi. Tài đành khai đã giết mẹ, người thân đưa Tài đến công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Tài khai báo thành khẩn toàn bộ tội trạng của mình. Tài nói, vì mẹ thường xuyên mắng chửi, cộng thêm việc định bán mảnh đất đã hứa là sẽ cho Tài, nên nảy sinh ý định giết mẹ. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan đến vụ việc một cặp vợ chồng trẻ chỉ vì sự ích kỷ và mâu thuẫn cá nhân mà lại nhẫn tâm ra tay giết chết chính con ruột của mình. Cụ thể vụ việc như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Vụ việc chị Trần Thị Hương sống ở Hải Dương ép hai đứa con của mình 5 tuổi và 8 tuổi uống thuốc sâu, dùng dao giết chết đứa con trai nhỏ rồi tự dẫn khiến không ít người dân phải bàng hoàng. Theo thông tin ban đầu, sau cuộc ly hôn với chồng là anh Nguyễn Mạnh Tuấn và không giành được quyền nuôi con, trong cơn uất ức, chị Hương đã làm điều dại dột. Theo tài liệu điều tra, chiều ngày 19 tháng 4, do mâu thuẫn với chồng, chị Hương đã pha thuốc trừ cỏ vào ca nước, ép hai con trai là Nguyễn Mạnh Huy, 8 tuổi và Nguyễn Mạnh Hoàng, 5 tuổi uống. Người phụ nữ 33 tuổi còn lấy dao nhọn đâm cháu Hoàng rồi dùng chính hung khí này tự sát. Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng cháu Hoàng không qua khỏi, còn Hương tử vong một ngày sau đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Người đã mất, gia đình tan nát, không còn bàn đến mâu thuẫn và lỗi tại ai. Nhưng một nỗi buồn vẫn âm ỉ dai dứt trong lòng người ở lại là hai đứa trẻ ngây thơ, vô tội ấy đã phải từ giã cõi đời một cách oan trái vì chính tay đấng sinh thành. Câu hổ dữ không ăn thịt con dường như không còn là tác dụng với những vụ án pháp luật liên quan đến gia đình thời gian gần đây. Những đứa trẻ chết oan dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng lý do thì đa phần bởi mâu thuẫn giữa bố mẹ chúng, những con người nông nổi, bồng bột và ích kỷ. Sinh con ra khó nhọc bao nhiêu thì lấy mạng chúng lại dễ dàng bấy nhiêu. Họ cho rằng mình đã có công sinh thành thì được quyền muốn làm gì con mình cũng được, kể cả việc cướp đoạt tính mạng của chúng. Cách suy nghĩ ấu trĩ và thiển cận vô cùng. Đồng ý là những khi tức giận uất ức thì rất khó để kiềm chế bản thân. Nhưng việc của người lớn hãy giải quyết theo cách của người biết suy nghĩ.
Những đứa trẻ vô tội đâu hiểu gì, càng không phải lỗi của chúng để phải chịu hình phạt kinh khủng ấy. Hơn nữa, mâu thuẫn vợ chồng còn có thể giải hòa, nhưng tính mạng đứa trẻ thì không thể đoạt lại được. Đừng chỉ vì ích kỷ, nghĩ quẩn mà tự tay cướp đi sinh mạng của con mình trong tích tắc. Bởi vậy, những người làm cha mẹ, nếu không thể tạo cho con mình một mái ấm, thì làm ơn đừng tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời chúng. Ngày 22 tháng 4, liên quan đến nghi án mẹ sát hại hai con trai sau lá đơn ly hôn xảy ra ở xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo chính thức. Chị Hương đã pha thuốc trừ cỏ rồi ép hai con trai uống. Người phụ nữ 33 tuổi còn lấy dao nhọn đâm con trai út rồi dùng chính hung khí ấy tự sát. Cùng ngày, thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu Nguyễn Mạnh Huy, 8 tuổi, con trai chị Hương. Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi này được điều trị tại khoa hồi sức tích cực và đang phải lọc máu. Còn bác sĩ Đậu Việt Hùng, khoa hồi sức tích cực, người trực tiếp điều trị cho Huy cho hay, khoảng 22 giờ 30 ngày 19 tháng 4, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tự thở được. Bệnh nhân có biểu hiện chân tay bị xanh, niêm mạc của Huy bị ảnh hưởng nhưng không nhiều, do cháu đã nhổ được chất độc ra ngoài. Kết quả xét nghiệm cho thấy Huy bị ngộ độc thuốc diệt cỏ nên nhanh chóng được các bác sĩ điều trị nhằm sơ hóa phổi, tránh những tổn thương sau này. Theo bác sĩ, bệnh nhân này bị thuốc diệt cỏ làm tổn thương nặng nhất ở phổi, do đó việc điều trị cần theo đúng lộ trình. Hiện chưa thể tiên lượng được điều gì và chúng tôi cần tiếp tục theo dõi. Đặc biệt là theo dõi sơ hóa phổi, phải chờ điều trị hết liệu trình hấp thu mới có thể đánh giá cụ thể, bác sĩ Hùng nói. Theo điều tra, anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thị Hương, cùng 33 tuổi, quê ở Hải Dương, kết hôn năm 2008. Họ có hai con trai là Nguyễn Mạnh Huy và Nguyễn Mạnh Hoàng. Chiều ngày 19 tháng 4, anh Tuấn đi đón con từ trường học về nhà, rồi ra sân bóng chuyền ở nhà văn hóa thôn Lễ Độ chơi. Ở nhà lúc đó có ba mẹ con chị Hương, khi đó bà Trần Thị Phượng, 55 tuổi, mẹ đẻ anh Tuấn, đang cắt cỏ ở bờ ao. Thấy chị Hương ra sân lôi tay người con lớn tên Huy vào nhà, đóng cửa lại. Nghĩ con dâu đánh cháu, bà Phượng trở vào trong để can ngăn. Đi đến gần nhà chị Hương, bà Phượng thấy cháu Huy đẩy cửa chạy từ trong ra, miệng nôn dung dịch màu xanh. Không hiểu sự tình, người phụ nữ trung tuổi chạy xem thì thấy chị Hương và cháu Hoàng, con trai thứ hai, đang ngồi trên giường. Khai với cảnh sát, bà Phượng nói có hỏi chị Hương, mày cho nó uống cái gì? Và con dâu đáp, con không biết, bố nó cho uống cái nước lá gì ấy. Nghe vậy, bà Phượng chạy ra sân, liên tục gọi anh Tuấn, nhưng không thấy con trai đáp lời. Khi đang ở ngoài, bà Phượng nghe thấy tiếng cháu Hoàng la hét, cùng với đó có tiếng kim loại rơi xuống đất. Trở vào xem, nhân chứng thấy dưới đất có con dao, cạnh đó cháu Hoàng nằm gục cạnh mẹ. Lao đến bế đứa cháu nội 5 tuổi lên, bà Phượng thấy Hoàng chảy nhiều máu ở bụng, nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm sang đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Các bậc cha mẹ ngày nay gặp và gánh trên vai rất nhiều áp lực. Sự thay đổi của môi trường xã hội diễn ra một cách nhanh chóng, khiến bản thân mỗi người khó thích nghi một cách kịp thời. Từ những sự việc đáng buồn trên, các bậc phụ huynh cần phải thấu hiểu và tập lắng nghe nhiều hơn. Để hạn chế được các mâu thuẫn và giúp cho những bất đồng mau chóng được giải quyết, thì giữa cha mẹ và con cái nên có những quy tắc được thống nhất cụ thể. Sau khi xảy ra những sự chênh lệch về quan điểm trong cuộc sống gia đình, thì cả đôi bên cần phải đặt ra những tiêu chuẩn nhất định để tránh tình trạng tái diễn. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.